Chiều ngày 27 tháng 4, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Chu đã tổ chức chương trình kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Tại chương trình, sau những tiết mục văn nghệ sôi nổi, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Chu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử của trận đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ghi nhớ công lao của những thế hệ đi trước, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh cùng nhân dân cả nước đã đóng góp cho công cuộc kháng chiến để giành độc lập. 48 năm qua, dù ở đâu, trên cương vị công tác hoặc trở về đời thường, các thế hệ cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn Chợ Chu luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở, nhất là tham gia phong trào xây dựng thị trấn Chợ Chu đạt đô thị văn minh, phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh, củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, lãnh đạo thị trấn Chợ Chu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Chu đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, tặng hoa chúc mừng hội nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Chu đã tặng quà cho 12 thương bệnh binh của 12 chi hội cựu chiến binh trên địa bàn và các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị trấn Chợ Chu qua các thời kỳ.